Xin kính chào toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em lại về thêm một cục đẩy có đến từ thương hiệu là No Dad. Cục đẩy này nhìn trông các bác nhìn trong mặt đẹp không? Đấy, tiếc một cái là mấy con ốc này gì này. Đấy, thi thoảng nó có con gì. Đây là cái phần cục đẩy nhá. Đẩy con này là mạch công nghệ mạch class D mới bây giờ. Đấy, đây là phần mặt sau công suất này. Đấy. Đây mặt sau đẩy luôn. Con này công suất khá là khủng. Mà bán cho các bác là giá khá là rẻ. Đấy. Giá hết hồn luôn. Đấy. Hú hồn chim én. Đây nhá, đẩy nó liền luôn dây nguồn thì em sẽ tí đã cắm nguồn lên và test thử, thì bây giờ em sẽ tháo ruột con đẩy này ra cho các bác xem là chất lượng của nó như nào. Con này thì đánh giá rất là cao. Thứ nhất là công suất nó khỏe. Công suất nó rất là khỏe luôn. Đấy, 800W trên một kênh, hai kênh là 1600W. 800W tải 8 ôm một kênh vào nếu mà về 4 ôm thì nó có thể lên đến khoảng tầm 1.000 đến 1.200W trên một kênh. Đấy, rất là khỏe nha. Ok, bây giờ em sẽ tháo ra cho các bác xem okay. Nhé. Ok, đây là sau khi đã tháo ra rồi, hôm nay là có một vị khách mời, anh Quyết rồi. Ra đây. Ông bỏ qua khoản đi. Rủ Minh Quyết ra xem nhưng mà ông Quyết ông sợ, thế thôi. Em sẽ test nhạc nha. Thì hiện tại em đang cắm dây ở đây là đo xem là hiệu suất điện áp nó ra RMS, đo trên thang AC là bao nhiêu V. Đấy, đây là test nhá, V-Pad nhá, nhạc sao nó ra vậy các bác nhá. Đánh từng cây một này. Rất là ghê. Thì đây là con này công suất là 800W đủ các bác nhá, xem nào. Chưa thua gì cả. Sợ. Máy vẫn kiểu là bây giờ bắt đầu mới thấy hơi ấm ấm các bác ạ. Rất là ghê, rất là khỏe. Tổng công suất 8 ohm là RMS là 8 ohm là 800W trên một kênh. Máy sẽ sử dụng là 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sò. Đấy, 8 sò hay tới là 16 sò. Đấy. Hiệu suất đạt rất là cao nhá. 800W trên một kênh. Đấy, rất là khỏe. Bao cấp cho các bác đánh nay sâu sự kiện tiệc cưới vừa nhỏ là đánh ok, còn các bác mà chơi gia đình con này là quá là tuyệt vời luôn. Mà giá rẻ chứ. Máy này máy class hát rất là khỏe nữa. Đấy, ok. Đây, hiện tại là đang cắm vào đây là thang đo là 50V nhá. Ví dụ kịch kim đây là 50V này. Đấy. Vừa nãy là lên vào gần 40V RMS. Đấy, tải 8 ohm như vậy là hiệu suất đạt rất là cao. Và con đẩy này nó có một điểm rất là hay nhá. Là nó có cái chế độ là P-Pad và NPF 40Hz. Đấy, ví dụ các bác mà đánh có trầm, có thêm trầm, nhà các bác có trầm rồi các bác gạt cái model này về. Đang ở P-Pad nha các bác. Gạt kịch cái là về 40Hz. Đấy, thì là nó cắt bớt bass đi, đánh nó đỡ tần số thấp. Nếu còn các bác chưa có trầm thì các bác gạt đi. Nó đánh cho đủ giải. Đấy, còn có trầm rồi thì gạt sang kia. Đấy, con này rất là hay, rất hiện đại. Mà khỏe chứ. RMS pack là 800W mạch class hát rất là khỏe, hiệu suất cao, sò nó JBK. Đấy, rất là ghê.
rất là khỏe luôn. Vặn có nhích vài nôm là có vào 20% thôi này. Đấy, vặn một tí thôi mà kêu ầm 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 rồi. Đấy, đây là đang lấy tín hiệu từ máy tính ra chứ không phải là quà vàng viết ấy. Này các bác ạ, các bác nào quan tâm đến sản phẩm cục đợi công suất này thì liên hệ trực tiếp nhé. Con này có cảm biến gia tốc nhiệt. Đấy, ví dụ mà nóng quá thì quạt này sẽ quay nhanh hơn rất nhiều. Đấy, bây giờ sờ nó hơi ấm rồi. Đấy. Hiệu suất nó rất là cao. Ok. Kính chào các bác, hẹn các bác trong clip lần sau sẽ test kinh hồn khiếp vía hơn cho các bác xem. Test này vẫn chưa thua. Test này đáng nghĩa là phải để một con đẩy này xong đánh một đôi 30 trong nhà cơ. Đánh này là đánh vẫn thừa nhỉ. Đánh này đang kiểu gồng nên đánh. Đánh đây là 40 nhá, loa 40, 715. Loa 40 tới 2 côn trăm với một chiếc hỏa tiễn. Đánh so sánh hai chiếc này đánh rất là ác rồi. Cảm tưởng ngồi gần đây tức hết cả ngực rồi. Ok. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhá. Giá thì thôi, em không bán nữa đâu. Giá trên tiêu đề. Các bác quan tâm nhẹ. Đây, quay cho các bác xem công suất nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tổng cộng 20 xo, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là có 16 xo công suất thôi, còn lại là có con đệm con thúc. Đấy, như con này này. Nó là đệm, nó xuất từ chân chân S của nó sang chân G. Đấy, nó kiểu đó. Đấy, nhiều các bác là cứ quan trọng đếm xo, nhưng đây này em nói thật luôn là máy 20 xo. Nhưng mà thực tế là công suất sở lý chính là có vào 16 xo thôi. Bởi vì những con công suất thì nó sẽ gánh qua con điện trở sứ này. Nhiều các bác là đi này đếm những con trắng này, nhiều các bác tưởng con trắng này con trở con xo nhưng không phải. Những con trắng này con trở sứ, trở cầu chì. Đấy. Và máy này hiệu suất của nó làm việc rất là cao nhé, máy class H rất là khỏe. Đấy. Các bác nào thì đã gọi là thợ chuyên môn rồi nhìn nó biết. Bên em thì buôn thật bán thật, xò thì đếm là nhiều đấy, nhưng công suất của nó thì sử dụng không đáng bao nhiêu. Đấy, đừng có mua kiểu mua xò. Tiện đây thì cũng kể luôn một tí với các bác này. Như các bác mà chơi các loại máy ngày xưa ấy, các bác tham mà mua các loại máy mà nhôm nó to mà cân lên vài cân nhôm ấy, mà các bác mua sang cái loại này thì các bác cảm thấy hụt hứng thôi, không hụt thế nào. Cái loại này là công nghệ mới, máy class H đời mới, không như class H đời cổ ngày xưa. Đời cổ ngày xưa nó còn phải class H đối xứng luôn. Đấy. NV cộng, NV trừ, HV cộng, HV trừ. Đấy, nhưng cái loại này cũng là H nhưng mà của nó sẽ phân cực chính luôn vào cái con sò này. Đấy, rất là hay, hiệu suất làm việc rất là cao nha các bác nhé. Đây, chính mấy cái con này này, con dân anh nhiệt này. Đấy, bên cạnh đây nữa nó có còn cả biến nhiệt luôn. Đấy, nhiều các bác rõ ràng là dân thôi, hiểu biết của các bác thì sao bằng anh em thợ chúng em đúng không ạ. Đấy, nhưng mà các bác vào chém gió rồi phán như đúng rồi ấy. Các bác phán mà cảm tưởng như anh em thợ chúng em bị nu mờ bởi một vì sao vô cùng là sáng. Nhiều các bác là trình độ học vấn thì có hạn mà nói cứ như là tao sản xuất ra nó đấy, mày làm gì được tao, thế thì em chịu. Ok đúng không ạ? Đây thì quay cho các bác chi tiết về cái linh kiện nha. Linh kiện là linh kiện cắm chứ không phải linh kiện dán. Nên các bác hoàn toàn về cái hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của cục đẩy này. Đấy. Máy là máy của Eric nhá. Đây. Eric Amley. Đấy, máy là máy của Eric. Đây. Tên thương hiệu này có khi là cậy ra đằng sau lại chữ Eric như nào nhỉ? Tức là cái công nghệ bản quyền thiết kế cái mạch này là của Eric đây. Công ty Eric này. Bây giờ mới để ý này. Kasri Vision. Con này là sản xuất ngày 9 tháng 12 năm 2013. Đấy. 2013 bây giờ là vào 9 năm rồi, gần 10 năm rồi. Mà máy trong tình trạng của đẹp nóng nành này, hơi bụi bẩn tí quạt thôi. Đấy. Làm việc gần như rất là ít luôn. Đó. Máy về là đa số bên em là sẽ vệ sinh khá là sạch sẽ nhá, xong bắt đầu là sẽ đóng gói vào cửa hàng cho các bác trên toàn quốc. Đấy. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì hãy trực tiếp. Đó. Máy nó xịn, nghe nó sướng chứ. Tội gì thôi. Tội gì. Đấy. Đây nhá, đây là vế B này. Còn mặt này là mặt A. Vì này vì A, vì này vì B. Đấy. Đừng quan trọng như sò à. Đấy. Nhiều con máy này hiệu suất 800W mà sò có bao nhiêu? Có 16 con sò công suất chính. Đấy. Nếu mà đếm đủ là 20 con, nhưng mà thực tế là có 16 con công suất chính thôi. Đấy. Nhiều các bác là cứ ảo tưởng với sức mạnh. Đừng ảo tưởng, ảo tưởng nó vừa vừa đấy. Nhà anh Quyết nhỉ? Gật đầu. Rồi, ok. Xin kính chào các bác nha. Phân tích cho các bác dễ kỹ càng tí, không nhiều các bác là nhìn máy thế thôi nhưng không biết là bao nhiêu sò. Đây em nói thật luôn là nó là vậy. Đấy, xin kính chào.
Thank you.